Chúng ta sẽ xem tập 5 của MẠ SAO ĐẠU TIêN nha. Thế mình vẫn xem phim này. Thì bây giờ mình sẽ quay reaction nha. Ok. Ok. Yeah. Thức dậy. Thức dậy đây. Wake up, wake up. Thức dậy coi. Dậy đi làm này, ngủ như heo đấy. Thiên Bảo và Đình Hụy. Ủa? Sao anh ngồi được? Sao? Sao ngồi đi xe rồi? Oh, bé bị thương ở mông hay ok. Đau. Đau lắm hả? Đau lắm không? Thôi, nằm sấp xuống đi. Ê. Ốm nóng thế. Wow. Là tôi gọi xe lên đến bệnh viện nhá. Ủa, cái này là cái đi bó bó cho nói. Thì ốm sao hay gì? Tôi nói có cái này. Đấy. Đây là bản năng của cậu. Đây là cậu đang cứu tôi. Cậu đoán xem. Bà Vinh thì chúng ta đã quen rồi đúng không? Cái bé Thiên Bảo này cũng xinh. Thở cái gì chứ? Yeah. Bản năng làm mẹ. Con trai ngoan. Dậy sớm đi học nhá. Bản năng BD á, ý cưng là vậy. Mâm. Ủa? Mâm gì? Mẹ này mong cho con bú. À, có mẹ mìn nha cậu. Ủa cái tái không? Mẹ mìn thì còn bán con sang Trung Quốc không? Gì vậy? Mình nghĩ là buổi sáng dậy không muốn. Tôi ở nhà dưỡng ương, không đi làm. Mông không thối đến mức thế. Tôi đi làm đồ ăn sáng. Mình nhớ như thế. Tình huống gì mà xảy ra vậy trời? Cứu tôi. Dạ. Tình huống kiểu như là gì? Lôi cái gọi là gì? Tăng cái phần trăm BD trong cưng lên. Thiên Bảo cũng xinh mà các bạn. Yeah. Mâm gì? Mẹ này mong cho con bú. Này, thành phố này. Ngồi bên trái không? Mấy nồi bú. Muốn. Thích nha. Thích bú nha. Thực ra nó là bú cái gì thì yêu ui nhìn gì tôi quay lấy cơ hả? Ghê với body đấy hả? Con thu hút của tôi đâu? Thật hả? Vậy đâu? Really? Oh my god. Được đấy các bạn ạ. Được nha. Đừng có đùa. Thế thôi. Đầu tiên mình cảm giác như mình muốn làm cái động tác kiểu chấm muối ớt ấy. Không, mình không hiểu tại sao lại như thế nhá. Mỗi lần nhìn thấy kiểu cái không, ý là cái cảnh này là mình cảm thấy như vậy ấy. Thật ra là nhá, là kiểu như là mình không phải là một người ham muốn sex quá nhiều đâu ấy. Thật sự mình thề luôn. Thế nên là mình cũng không biết tại sao luôn. Thường là mình sẽ hay để ý những cái thứ nó liên quan đến, ví dụ như là cậu ấy có thích nuôi chó không, cậu ấy có mấy con mèo, yeah, cậu ấy hay học đọc sách gì này, rồi cậu ấy đi ô tô gì, à không đâu, quên, nhầm. Vật chất cũng là một thứ mình cũng không để ý. Thì đó, cậu ấy sinh nhật vừa rồi tặng mẹ cái gì vào đi. Đấy, những thứ mình quan tâm hàng đầu chứ. Mặc áo vào chụp đi, làm vậy cho chị gái tôi biết tôi và cậu đang bên nhau. Thì ra mùa xuân hoa trong vườn nhà anh Lở không phải là vì đến mùa đâu, vì tôi ha. What? Sao giờ mặc áo rồi để cho cậu khỏi ảo tưởng. Nở hoa nha. Đấy, anh gửi cho anh đi. Sợ quá. Mình sợ lắm. Sợ. Đi chỗ khác cho tôi thay quần. Hơ kìa. Ông là nam. Đúng rồi. Yeah. Luôn đấy cậu. Camera quay lại nha. Camera zoom rộng ra nào. Kiểu đẹp thế nó cũng quay lại. Tao chắc chắn. Tao so thì cái trứng mai em mỗi trứng không đấy. Tôi không thấy đường thịt. Ê, tao bật quả cầu lên được không? Được. Nhưng tối đi, giờ tôi bận rồi. What? May bà mày nghỉ làm mà. Ừ. Đúng. Ngay thỉnh thoảng một này có những cái cuộc hội thoại rất vô tri nhá. Cũng vui. Anh định trồng cây gì đấy? Anh định trồng ớt số lượng lớn đem đi phân phối cả nước hay gì? Bắt tôi đào hết chỗ này. Cứ cho là như vậy đi. Tiện thể cậu đào thêm cho tôi vài cái nữa. Tôi muốn trồng thêm khoai lang, khoai mì, khoai mỡ nữa. Ớt trời ơi, nước miếng ngon lắm mấy cậu. Tôi không làm nữa. Tôi trả thêm tiền lương cho cậu. Có trò vàng, tôi không làm mấy cái việc tốn mồ hôi nữa đâu. Chưa nhìn thấy vàng thôi. Đó. Ôi lại. Xin lỗi, bị Covid rồi mất trí nhớ rồi. Tôi nghĩ là cô nhầm số rồi đấy. You got the wrong number. You got the wrong number. Ai phải cô tới phá tôi? Ai phải cô tới phá? Tôi không làm nữa. Người đàng hoàng trong định nghĩa của anh nghe là anh khác nói chuyện hoài. Bộ tiền lương tôi trả cậu không đủ hả? Sao còn làm ba cái nghề dơ bẩn này? Anh không biết dục hay sao mà hỏi tôi cô đấy? Trả lời câu hỏi của tôi. Mày cũng vừa thuê nó đấy. Vì những người như anh mà cộng đồng LGBT bị ghét đấy. Ủa? Thì cái gì? Phải cậu đang chăm sóc tôi rồi muốn nói gì thì nói. Sao đấy? Như nào? Như anh cộng đồng LGBT ghét là sao? Không hiểu nhá. Mình là người trong cộng đồng mà mình cũng cảm thấy là không hiểu lắm. Tại sao? Không hiểu. Muốn xúc phạm như thế nào xúc phạm nha. Với hành động thô thiển của anh, bắt tôi tôn trọng anh nữa. À? Với cái hành động đô thị này á, mà tôi mới biết được cậu là cái loại người sống dựa vào quen biết, là cái thứ thanh niên hư hỏng học đòi, sáng bia tối bút gái uống rượu chè. Có khi nào người bà cũng là do chính cậu tự chế không? Anh nói hay hư hỏng, ba bắp gái uống, không biết cái gì thì im mẹ cái mồm đi. Shut the fuck up. Người bà thì không tưởng tượng đâu. Có lẽ câu động đàn bà của bé là một quyết định sai lầm thực cứng. Bé Thiên Bảo đại diện cho cộng đồng LGBT quá hợp lý luôn, có gì mà lại khiến cộng đồng LGBT bị ghét vậy? Không hiểu. Sinh gì giám đốc CEO gì gì đấy, gì nữa, rồi bị đau mông nữa. Thực ra đau mông cũng là một cái icon của LGBT ha. Đấy, toàn những thứ nó gọi là tin cái đây một năm. Ảnh của nó với Thiên Bảo 25. Anh uống cà phê thôi. Sao lại anh uống cà phê? Ý là Hà Lâm vẫn thích Thiên Bảo ấy gì? No. Thực ra cũng không chắc đâu. Em uống một ly không? Anh đặt cho em. Thôi, em cai rồi, uống nhiều nghiện chết luôn á. Cuối tuần này em làm gì? Em chưa có dự định nhớ đó. Vậy thì dành thời gian cho gia đình đi. Cả tuần bận rộn rồi, nên dành thời gian cho gia đình. What? Cái gì cơ? Dạ. Còn anh, cuối tuần này anh làm cái gì? Chắc là sẽ qua nhà thằng Bảo, xem nó thế nào. Em muốn đi cùng với anh không? What? Vậy em cũng đi đâu với anh không? Ủa, anh phải bảo nó đi về quê đấy, à về... Dạ thôi, về thăm gia đình đấy. Tại lâu lâu em cũng muốn dành thời gian ở nhà một mình để thư giãn đó. Cái này đồng ý nè. Cuối tuần nhiều lúc anh chỉ muốn ở nhà một mình, nghe nhạc, xem phim, chẳng muốn gặp ai á. Em đồng tình với anh. Thôi, em vô làm trước nha. Nãy giờ trưa mà. Em đang muốn nói chuyện với anh rồi đấy. Em chưa ăn trưa hả? Giờ em đi ăn với mấy chị nè. Cô muốn đi cùng không? Anh mà ăn cùng em với mọi người. Dạ thôi được rồi, mấy chị toàn nói chuyện con gái không à, anh không hiểu đâu. Em đi nha. Anh nói chuyện như kiểu em muốn nhét một cái củ khoai mì vào mồm anh lắm luôn. Tại vì là cuộc hội thoại rất kỳ cục nha. Sự cuộc hội thoại rất kỳ cục luôn. Bye bye. Bye bye anh. Mình cũng không hiểu lắm. Ý là ý Hà Lâm ở đây kiểu nó cứ đẩy đẩy kiểu gì, chứ lại là nó kiểu mà nó không có rủ kiểu như là cuối tuần này chúng ta đi xem phim đi đi yeah. Nó không nói thế mà nó nói kiểu em có muốn đi xem phim không hay là cái gì. Ý là họ toàn hỏi em có muốn, tức là ý là nó kiểu không, mình cảm giác trạng thái nó kiểu tức là cũng không quá muốn ý, không ở thế quá chủ động ấy. Tức là nó kiểu nếu mà chúng ta ở thế đó chúng ta sẽ kiểu chúng ta cuối tuần đi xem phim nhé luôn. Nhưng mà sao không hiểu vấn đề gì lắm. Cũng bởi vì những người như anh và cộng đồng LGBT bị ghét đấy. Không phải cậu đang chăm sóc tôi rồi muốn nói gì thì nói, muốn xúc phạm như thế nào thì xúc phạm nha. Với hành động thô thiển của anh, bắt tôi tôn trọng anh nữa. Hay là phong cách Hòa Lâm là thế? Với cái hành động đô thị này á, mà tôi mới biết được cậu là cái loại người sống dựa vào quen biết, là cái thứ thanh niên hư hỏng học đòi, sáng bia tối bút gái uống rượu chè. Có khi nào người bà cũng là do chính cậu tự chế không? Anh nói hay hư hỏng, ba bắp gái uống, không biết cái gì thì im mẹ cái mồm đi. bạn cho tôi đi. Tôi đói. Anh ăn gì? Số cô 6. Ở đầu 6. Đừng có đi 6. Thời địa chỉ mà cậu. Lầu 6 của địa chỉ bao nhiêu? Anh có cái gì? Số 66. Khoan. Mua thêm cho tôi bánh mì Hà Nội. Tại vì cậu thích ăn bánh mì Hà Nội đúng không? Còn gì nữa không? Chào mãn cầu. Chào mãn cầu là cho cậu đấy. Mua đúng ở Đà Lạt hay Long An? Đâu cũng được. Long An ngon rồi, hay sao? Ê! Gì nữa? Đi cẩn thận. Mẹ mày. Tao đi luôn thì... Có lẽ tao đã mang là đầy đủ mọi thứ về rồi. Sao mình cứ hô vậy ta? Đúng rồi, tại vì tao mặc cậu mặc áo đấy. Ừ. Cởi áo ra là thông minh liền à? Đấy là mình muốn cậu thông minh hơn thôi chứ. Ô, nhanh vậy. Sao chỉ mỗi có xôi vậy các bạn? Còn những hàng loạt những cái item còn lại của hóa đơn đâu? Anh còn cần tôi làm gì nữa không? Check mail của tôi. Dùng máy tính anh, máy tính tôi. Máy tính của tôi đi. Trong đó có đăng nhập sẵn. Mà không được mở album ảnh lên. Cần phải vậy đâu. Mình cũng bị nó chửi mà. Sao giờ cứ như mình là người sai vậy trời. Thế nó mới vui đó cưng. Ủa? Bây giờ đến với địa chỉ áo của Thiên Bảo hay vậy? Chứ không phải khoét một cái... để một quả dưa hấu đấy hay gì hả cậu? Đi siêu thị nếu mà cái giỏ hàng nó chật quá rồi mình lại muốn mua thêm một quả dưa hấu thế mình phải làm miếng nam. Không cần lo, chúng ta đã có. Hôm nay bé kiệm lời nhá. Chiều hết nấc luôn. Không phần nào một tí nữa. Cảm giác ra hỏi khi nào kịch bản thì đang tháng. Nói hỏi chứ không truyền thông. Hỏi tôi làm gì? Được. Ủa đừng nói gian như vậy luôn hả? Nghe nói đấy. Còn vấn đề đúng không? Thêm chữ con mẹ vào. Đổi gian như vậy cho khách hàng nổi điên lên. Để hợp đồng hay sao? Ở đàng hoàng. Ở Mai vô. Thảo Mai là nghề của em rồi. Nhưng mà không phải Đình Huy. Tôi muốn đi tắm. Để khăn tắm cho tôi. Sao không khí nó cứ bị ngụt nghịt như vậy nhỉ? À, nó cứ bị ngột ngạt nhầm. Ngột nghịt là tiếng Thái má nhầm. Yeah. Chơi đùa đấy. Nên nó tập chất nó ngồi vào cái xương rồng đúng không? Đúng. Lần đầu yeah. Lần đầu tiên ngã vào cây xương rồng. Mà tắm thì chả thấy kỳ cọ gì vậy cậu. Tôi không biết đây. Tôi làm sao? Anh đã được trải nghiệm từ trả thù cay rác ở Disney này rồi. Thấy vinh hạnh không? Tôi không biết đây. Thấy rác thật nha. Thầy Bảo. Tại vì ớt tay cho vào kiểu muối quá. Vài chiến trước da bình thường đã thấy rát rồi nhá, chứ không phải là... trước hả? Đâm thêm tha xong rồi đấy. Tìm dưới từng nghĩ cách đi. Cậu tha giùm tôi. Cách tôi vừa mới nghĩ ra đó. Thôi, mong của anh, hãy tự làm đấy đi. Dũng có làm không? Hãy đỡ tôi đuổi việc. À, đe dọa tôi chứ gì. Anh có tin tôi đăng clip anh lên mạng cho người ta biết anh ngoại tình cùng với người yêu cũ đã có người yêu mới không? Tôi đã nói là tôi không có tình cảm Hà Lâm. Ai biết mồm anh nói vậy nhưng trong tâm anh nghĩ khác. Cãi đồng đỏng. Đây là con ngại. Sao tôi phải ngại? Đàn ông con trai chỗ nào mà chẳng giống nhau. Lấy thì mới. Hát đấy cậu. Cậu nhìn đi thì cậu biết. Biết đâu Thiên Bảo nó có đồng với nhau mà. Không chừng có thấy một lần là ghiền luôn đó. Ồ thiệt. Cần gì cái mềm xuống ta. Kéo đi cậu. Vậy thôi. Được lát rồi chưa? Rồi đỡ cái đầu cậu á. Cậu cũng chết. Giờ đau sau mới hết được. Nói như cậu không lẽ đau cả đời. Anh mà không chăm sóc lắm kỹ lưỡng nó lở lét ra là đau cả đời thật đấy. Có cái gì mà cậu không cãi lại được không? Sao cái mỏ cứ táp chăm chỉ vậy? Được rồi. Tôi cần nên pha thức mỡ cho không? Tôi cần lau mặt luôn không? Con gái này chịu trách nhiệm đấy. Biến thái. Vô mông nha. Thích mặt giá. Ai nói cậu tôi thích? Ai biết, mồm anh nói khác. Nhưng con của anh thì khác kìa. Ô kìa. Nhìn thấy quá cậu. Mình đã cố gắng. Thực sự không nghĩ đến một cái chuyện sex nào từ lúc xem phim này. Yeah. Thật thương. Chính các bé dẫn mình đi vào. Ở lâu với tên này, giới tính của mình lúc này thật. Không, xu hướng tính dục nữa. Chứ giới tính vẫn là nam mà. Hóa thông minh. Tức là mình nghĩ mọi người đều biết ấy, nhưng mà không ai dành nói xu hướng tính dục cho nó dài, cho nó mệt ấy. Yeah. Dạ hả? Anh chạy theo em để làm gì vậy? Không. Ui. Anh tính rủ em về chung thôi. Hôm nay em hơi mệt. Để em khác nha. Anh có làm gì em đâu mà mệt. Tại vì em với anh lúc nào gặp nhau cũng toàn làm chuyện đó cho nên là... Thôi, em muốn đi bộ một lát. Anh đi về trước đi. Có một lần anh ý dẫn bạn cậu đi ăn bún thịt nướng mà. Thực ra có một lần thôi nhưng mà nó cũng không phải là một lần nào gặp nhau cũng chỉ have sex mà cậu. Hay là mình cứ thử quay lại. Biết đâu anh vẫn ở đó. Mình đang không hiểu mâu thuẫn của các bé ở đây nha. Tại vì cuộc hội thoại của nó lúc nãy ấy, như kiểu hẹn gặp lại em cuối tuần em chơi với gia đình nhá. Tối thứ hai chúng ta gặp. Thứ hai của tháng 4 năm sau. Nói đi. Mày lại làm gì cho Hà hả? Lúc nãy tao thấy Hà đi bộ một mình. Tao muốn là rủ với mấy người chung. Nhưng mà mày sợ cảm giác thất vọng. Sợ không hứng thú khi đi bên cạnh Hà. Sợ hụt hẫng khi đi về với gì. What? Tao sợ đến một ngày nào đó tao không kiểm soát được tình hình. Mọi chuyện này trở nên bê bát. Lúc đó không cảm xúc, không buồn cũng không vui. Tại em ấy sẽ không thoải mái khi đi bên cạnh tao nữa. Cái gì vậy? Chuyện đó đã từng xảy ra với tao hả? À, mày đâu phải chuyên gia tâm lý đâu mà bảo chất lượng cuộc trò chuyện không tốt. À, từ từ. Cái chuyện nó không cảm xúc đã từng xảy ra với Thiên Bảo á? Không hiểu lắm nhá. Không buồn cũng không vui. Tại em ấy sẽ không thoải mái. Mọi chuyện này trở nên bê bát. Lúc đó không cảm xúc, không buồn cũng không vui. Tại em ấy sẽ không thoải mái khi đi bên cạnh tao nữa. Từ đâu ra suy nghĩ này vậy? Mày đâu phải chuyên gia tâm lý đâu mà sợ chất lượng cuộc trò chuyện không tốt, làm ảnh hưởng đến tâm lý của khách hàng. Mày đâu cần nhất thiết phải như vậy. Yêu đương mà cứ suy nghĩ, tính toán xem phải nói gì với nhau. Đi bên cạnh nhau mà thấy không thoải mái thì yêu làm gì? Công nhận Hà Lâm rất tính toán khi nói cái gì đấy ra nhá. Nhưng mà tao trước mặt ra Hòa nó cứ sợ. Tao chưa hoàn toàn để tao mời em ấy. Có lúc tao muốn, có lúc tao lại không. Không có bất cứ một động lực nào để đẩy cái sự muốn của tao lên hết. Thế là mình cũng có vẻ hơi hiểu, tức là một cái lý do nó cũng khá mơ hồ ha. Nó kiểu như là nó giống đời thật đấy, tức là nó cứ kiểu bị mơ hồ hay là nhiều nó chán hay là một cái loại cảm giác rất kiểu ấy. Ok, chúng ta sẽ xem thêm để nó rõ nét hơn, xem nó có rõ nét hơn không. Xong tài liệu tôi giao cho đó. Tôi nhập xong rồi. Cái mail của xong hết rồi. Nghe dở quá ta. Anh không bật đèn nữa. Cậu nhìn kỹ đi, xem tôi đang chiếu lên tường bằng gì. Đèn đấy hả? Cậu ngồi xuống đây đi. À, chỉ từng ngồi vào đuôi. Đây là cái đèn vũ trụ mà tôi thích nhất. Có sao, có mặt trăng, mặt trời, còn có cà phê Anh Gia nữa. Cười kiểu con nít nha. Đố cậu, ngôi sao vàng kia là gì? Sao à hả? Sao kim? Venus. Còn cái màu xanh? Màu xanh thì chắc là sao thủy. Đó là trái đất. Ngốc ghét. Tôi biết thừa trái đất rồi. Tôi nói vậy cho anh vui thôi. Phải vậy không? Hay còn sao quê? Thật. Đấy, bạn đấy thỉnh thoảng đồng hồ làm gì? Nó có nhắc phục hồi thoại tất vô chi nhá. 8 giờ rồi. Tôi sẽ khác về nhá. Nhưng đấy ôi thấy vui. Mày bảo mày thích lắc cái quả cầu gì cơ mà. Cậu đến đi đâu? Đi làm. Sao đi làm vậy này? Thì cả ngày ở chỗ anh rồi. Còn một chút thời gian buổi tối đi làm thêm kiếm thêm tiền chứ sao? Tiền lương tôi trả con không đủ hả? với cuộc sống của tôi thì bao nhiêu cũng là không đủ. Tôi không phải chỉ lo cho mỗi tôi, mà phải lo cho ngoại nữa. Hành tinh, sao trời nhìn thì cũng thú vị đấy, nhưng mà không hợp với tôi lắm. À không, thấy cuộc hội thoại không vô tri ở đây. Thế tiếp đi, tôi về đây. Còn nói ra lại xem với tôi mà. Tôi còn chưa cho cậu xem bó cầu tuyết của mình. Hay là tôi tăng lương cho cậu nha. Anh bảo này, căn phòng của anh, hành tinh, vũ trụ, phi hành gia, mặt trời gì đó, rất là đẹp, nhìn như chuyện cổ tích ấy. Cậu lại đây với tôi đi. Nhưng tôi qua cái tuổi đi mà chuyện cổ tích rồi. Rồi tôi thích sống thực tế hơn. Chúc anh ngủ ngon. Bà tăng lương cho tôi. Đi à? Tăng luôn nha, từ ngày mai. Và để tôi có... bà ngoại tôi có thể ăn được cá hồi nào. Nhanh lên. Alone in the universe. Cô đơn giữa vũ trụ ạ. Mùi. Yeah. Thực ra để nói về gọi là một mối quan hệ healthy, chúng ta thấy đây Đình Bảo Thiên Bảo không có nha. Nó tức là có thể loại mối quan hệ được nó, của nó luôn. Có Hà Lâm ha, nhưng mà có Hà Lâm cũng tạm được. Thế trong mé nó kiểu đơn côi quá à. Sao anh lại hủy hôn? Hôm đó anh chỉ đi xem mắt giúp người khác thôi. Làm sao có quyền quyết định đính hôn hay kết hôn với em? Vậy là anh lừa em hả? Không nhớ lắm. Anh chỉ làm theo yêu cầu khách hàng. Chỗ cái này kết hôn cũng là nguyện vọng của người ta. Tại sao lại thằng khốn nạn? Ok. Mọi hành động của anh đều xuất phát từ việc kiếm tiền. Anh không có tình cảm với em, nên đừng tìm anh nữa. Em có rất nhiều tiền. Em có tiền mà. Em có phải ngoại tệ nha. Em đưa nó. Chỉ cần tụi mình quay lại với nhau như lúc trước thôi. Một cái thẻ Techcombank quá đủ. Anh có một nguyên tắc là không để tình cảm xem vào công việc. Em là khách hàng của anh, nên mọi tiếp xúc của chúng ta đều trên cơ sở có điều kiện. Một bên cầu, một bên cung. Nên từ lúc em có tình cảm với anh, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Cây cầu không quay lại nữa, đã đổ vỡ. Em đừng dành tình cảm cho những người như anh. Trước tiên chúng ta hãy cùng kiểm tra vốn từ vựng của anh nhé. Từ dưới đặt theo tay tôi chỉ nhé. Ủa, Spiderman cũng học tiếng Anh hả? Spiderman là người Mỹ mà. Mùa đông. Thấy không? Ra hỏa. Bé say. Rất ra hoàn một bé người yêu hiểu chuyện nhé. Đình ơi, đi uống với tao đi, tao uống nhậu nữa. Sau này mày nhậu say thế? Ừ, nó sao? Đi nhậu với tao, tao uống nữa. Đừng có tào lao, đúng là không nổi đi đâu. Đi uống nổi, tao uống nổi mà. Không là không. Vô. Đi uống nữa. Vô. Đi nè. Đặt cái con trâu đấy á. Mày uống bao nhiêu thùng đấy? 1, 2, 3, 4, 5 thùng luôn. Quay trình té. Yeah. Mình thấy đúng. Chắc chắn là ra hòa là nó hiểu tình huống nó đang trải qua. Mày cũng biết từ đây tìm tao đâu. Mày đúng là hiểu tao nhất á. Thà Lâm cũng không hiểu tao bằng mày nữa. Mày cãi nhau à? Tao ước gì tao được cãi nhau. Tao ước gì tao nói được lời chia tay với Hà Lâm này. Ngủ xíu đi. Tao nặng không? Nặng như con trâu á. Nhưng mà tao không xuống đâu nha. Ở ra xuống đi chung mày đi. Thôi, có gì thì nói, đừng để trong lòng. Nó muốn chia tay rồi nha. Nó muốn chia tay nha các bạn. Chỉ là nó không nó không thể. Tức là tại vì nó ở cái tình trạng kiểu một cái này nó cứ kiểu gì rất kỳ cục nhá. Mình không hiểu lắm luôn đấy nhá. Và mình chỉ biết là ra hòa nó sẽ kiểu ra hòa nó bé hiểu chuyện, nó sẽ kiểu nhá, nó sẽ không phong cách kiểu rồ dại lên à, kiểu nhá. Thực sự là không hiểu về cảm giác như mình chỉ thấy là bọn nó là có cái vấn đề từ phía Hà Lâm đấy. Nó cảm thấy chán hay là nó cảm thấy không đủ động lực hay là ý là. Và đến một cái giai đoạn mà tức là khi mà mới ấy, những cái gì đấy mới thì không quá vấn đề không, ta sẽ vẫn có thể sách có thể giải quyết được. Nhưng mà chắc đến một lúc thời điểm thì sex nó đã không còn đủ, ý là con cu nó không thể đủ lực để làm mù con mắt được nữa, nó sẽ lòi ra, ý là nó sẽ không đủ sức để làm mượt những cái vấn đề hiện tại mà chúng ta đang có ha. Kiểu đang sex xong gì ra hòa kiểu em nghĩ là cái sinh nhật vừa rồi anh hứa là anh đưa em đi ăn hay lao, nhưng mà anh không dẫn em đi, em thấy nó không được hả. Yeah. Bình thường thì chúng ta có thể không dẫn đi và bù vào bằng một lần sex ấy. Tuy nhiên đến lúc mà nó đến cái giai đoạn nó không thể nào mà cover được cái những cái vấn đề mà sex không thể cover được những cái vấn đề mà chúng ta đang khó đấy. Mình nghĩ hiện gọi là gì nhỉ, tình trạng của các bé bây giờ là thế. Nhưng mà không quá rõ, tại vì cái vấn đề của Hàn Lâm nghe nó khá là kiểu mơ hồ nhá. Thật ra mơ hồ cũng là một dạng vấn đề đấy. thì đó.